giới huyền học khẳng định tháng 9 năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, phát tài phát lộc, tiền bạc chất đống, giàu có khó ai sánh bằng. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi chương trình trên kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn nhắc đến hai từ may mắn và xui xẻo, và ai cũng chỉ mong muốn may mắn cho mình và rất sợ hãi, lo lắng khi xui xẻo sẽ xảy ra với mình. Và theo dõi tử vi học thì may mắn hay xui xẻo của mỗi người đều do nguyên do của nó cả. Điều này lý giải cho việc cùng một thời điểm nhưng lại có người làm ăn tấn tới, giàu có bất ngờ, tiền tỷ cầm tay, người thì xui xẻo bùa vây, nợ nần đeo bám, nghèo khổ không biết đâu mà tả. Đặc biệt là tháng 9 âm lịch đang cận kề này, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, được nhận lộc trời ban nên vô cùng may mắn. Đặc biệt, công danh nối tiếp công danh, thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trùng lớn, tiền vào như nước. Đồng thời, nhờ có khả năng nhìn xa trông rộng, lường trước mọi tai ương, khó khăn mà tháng 9 âm lịch, tháng Ất Tỵ, sinh năm 1965 của năm Quý Mão năm 2023, sẽ là khoảng thời gian mà bản mệnh có được sự giúp đỡ của quý nhân để làm ăn thắng lợi. Tiền của sẽ cùng một lúc đổ dồn về ví của con giáp này, chuyển mình trở thành đại gia. Vậy để biết được vận trình cụ thể trong tháng 9 âm lịch này ra sao, tuổi Ất Tỵ làm sao mà lại may mắn đến vậy, thì xin mời quý mệnh chủ đến với luận giải chi tiết dưới đây. Giới huyền học khẳng định tháng 9 năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, phát tài phát lộc, tiền bạc chất đống, giàu có khó ai sánh bằng. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Đối với người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tháng 9 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn, đặc biệt là trên con đường sự nghiệp. Bạn chỉ cần cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu là sẽ thu hút được thành quả như mong muốn, khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Nhờ có nguyệt lệnh lâm quan che chở, bản mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn bình thường. Lại thêm bản tính cần cù chăm chỉ, chẳng ngại khó, bạn ắt sẽ đi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng của lãnh đạo. Thậm chí, người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh việc hăng hái, nhiệt tình, tự chủ trong công việc, thì bạn cũng cần ý thức được bản tính cao ngạo, thích hành xử theo ý muốn của mình. Mà tính cách đó có thể khiến người khác xa lánh, không muốn hợp tác với bạn hoặc khiến bạn đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Xem tử vi tháng 9 năm 2023, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện nhất định, dưới sự trợ giúp của các tinh, bạn có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, nhờ có sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm quan. Bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách và khó khăn. Với người làm công ăn lương, tháng 9 này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được. Chỉ cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài. Các tình thiên phù chiếu mệnh cũng giúp cho những người theo con đường học tập, nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý tới những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang lại. Bạn trở nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Về phương diện tài lộc, nếu người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, chăm chỉ làm ăn trong tháng 9 âm lịch này, thì nguyệt lệnh lâm quan ắt sẽ đem lại cho bạn một kết quả xứng đáng. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ, sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay tới cơ hội thăng chức tăng lương
hoặc ít ra cũng là thường nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ, nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng. Tử vi tháng 9 năm 2023 tuổi Ất Tỵ thấy rằng, có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn, song thách thức xuất hiện cũng là lúc giúp bạn khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư và kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính, dựa trên chính năng lực của mình. Chờ nghĩ tới việc hãm hại người khác mà rào sầu thiên hình sẽ khiến cho bạn rơi vào vòng tù tội. Nhẹ thì cũng ảnh hưởng tới danh tiếng, đánh mất quan hệ. Trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao nên bản mệnh chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút thẩu bao mà không để ý đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm thì bạn sẽ rơi vào tình trạng tiêu hết sạch những gì mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. Về tình duyên, tuy sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu phát triển, song phương diện tình duyên lại khá yên ắng, ảm đạm. Vợ chồng ai làm việc của người nấy, không quan tâm tới cảm nhận của nhau, nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Một số người có thể cho đó là tự do, độc lập, song nếu cứ kéo dài tình trạng này, hai người sẽ dần rạn nứt. Mỗi người cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, trở nên bỏ ngoài tai lời của đối phương, bởi có thể đối phương sẽ nhìn nhận được những điều mà bạn không nhận ra đấy. Về sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thời điểm này. Bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái tới mấy, bạn cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức, kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh vặt vãnh. Hung tinh thiên hình đem lại ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho vận trình của bạn. Con giáp này nên chú ý nhiều hơn khi tham gia giao thông, lao động chân tay hoặc khi vận động mạnh, tránh để sự cố đáng tiếc xảy ra khiến cho mình chịu thương tổn. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần trong tháng 9 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Tuần đầu tháng có sự tín hiệu tích cực đối với người tuổi Ất Tỵ. Dường như bạn cứ thế bước mà chẳng rõ đích đến là nơi đâu trong suốt thời gian vừa qua. Giờ đã đến lúc thay đổi. Nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dần bước và đưa ra những quyết định khiến ai đấy đều ngỡ ngàng. Sao giải thần hỗ trợ bản mệnh trừ hung, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc. Thậm chí, nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực. Những ngày đầu tuần của bạn có cả tiền bạc lẫn mối quan hệ tốt đẹp, nhưng rắc rối sẽ bắt đầu xuất hiện vào giữa tuần trở đi, khi mà tỷ kiên khiến cho bạn dễ tức giận, nổi nóng với những kẻ thiếu suy nghĩ và vô ơn. Lúc này, bạn nên hạn chế cho mượn tiền bạc, kẻo bị mất trắng đấy nhé. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Theo dõi tử vi tuần giữa tháng, tuổi Ất Tỵ có vẻ sẽ có thêm nhiều tin vui khi mà cát vận lớn lấn át bởi điểm xui xẻo trong hung vận. Về đường tài lộc thì vận trình khá lý tưởng. Có thể nói, con giáp này chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề tài chính. Từ đầu tuần đã có tiền tài nâng đỡ, may mắn luôn ở bên, bản mệnh làm đâu thắng đó, tiền thu về đầy tay, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Trái với những tin vui mừng về tài lộc thì công việc của con giáp này lại không được suôn sẻ cho lắm. Thương quan cho thấy bản mệnh đang để cho những cảm xúc cuốn mình đi mất, thiếu đi sự tập trung vào công việc thường thấy ở tuổi Ất Tỵ. Cũng may cuối tuần vẫn có tử vi cát tinh nên mới phần nào hóa giải được những nguy cơ thất bại do sự lờ đãng của bản mệnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Tuổi Ất Tỵ cần nghiêm chỉnh làm việc, tự chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình đi thôi. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần mới, hung cát đan xen, con giáp này không cần phải lo lắng quá mức về chuyện tiền bạc. Nhưng mà này, trong tuần thì tiêu pha rẻ xén thôi nhé. Thiên tài và chính tài cùng xuất hiện, nhưng tận cuối tuần mới có cơ. Cuối tuần sẽ khá vất vả để kiếm tiền đó,
chuẩn bị tinh thần nhé. Đường công danh sự nghiệp khá thuận lợi nhờ được Thái Dương cát tinh trợ vận. Tuổi Ất Tỵ biết được thế mạnh của mình ở đâu, không để cơ hội lỡ mất. Bản mệnh hãy tự tin phát huy năng lực của mình, đừng e ngại mình chưa có kinh nghiệm hay chưa có thành tích, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thiên quan vẫn đang rình rập, những ưu thế mà con giáp này có được có thể khiến cho kẻ tiểu nhân đỏ mắt ghen tị. Bản mệnh cần đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, đừng để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tuần cuối tháng, người tuổi Ất Tỵ có dịch mã động tinh chiếu mệnh. Công việc có khá nhiều bước tiến mới, nhưng e rằng bản mệnh sẽ vì công việc mà phải đi lại nhiều, khá vất vả. Cần chú ý chăm sóc sức khỏe để đảm bảo được công việc và cuộc sống. Trong tuần này, hồng vận khá lớn, dễ ảnh hưởng tới đường tình duyên của bản mệnh. Bản mệnh cần phải quyết đoán hơn, đừng để ý kiến của người khác ảnh hưởng tới quyết định của mình. Tài lộc trong tuần không ít, nhưng thường phải chờ tới cuối tuần thì mới thực sự vượng sắc. Con giáp này nên nhớ kỹ điều này để không bỏ lỡ thời cơ. Thiên tài cho thấy, những ai thực sự chăm chỉ và nhạy bén với thời cuộc sẽ không cần phải lo toan về tài chính. Cẩm nang vượng vận trong tháng 9 âm lịch tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Khẩu quyết, quan hệ xã giao thuận lợi, có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Con số may mắn là số 12, số 48, số 63 và số 89. Tiếp sau đây là tháng sinh may mắn nhất của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 9 âm lịch. Thứ nhất, vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có dũng có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi thông minh. Họ còn giỏi quan sát thời thế nhân tâm, mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện các khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Từ năm 2023 trở đi, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5 âm, may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều. Là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hành thông rộng mở. Thứ hai, vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này, sự nghiệp hành thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển vinh. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 8 âm trong năm, trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều. Thiên tư đĩnh ngộ, bản mệnh có tài có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Từ năm 2023 trở đi, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 8 âm được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn. Cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận chăm chỉ. Thứ ba, vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này thông minh lanh lợi, tính cách trung nghĩa thiện lương. Tuy một đời không phải đại phú đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Ất Tỵ tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Từ năm 2023 trở đi, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống. Tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên để hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Quý vị thân mến, chúng ta thường ngủ quên trong cảm giác yên bình, cho tới khi hoàn cảnh làm cho mình tỉnh giấc và bắt buộc chúng ta phải tiến lên phía trước. Vì vậy, khi một cánh cửa đóng lại, cũng chính là lúc bạn phải tìm một cánh cửa mới để mở ra một giai đoạn mới, để tìm thấy điều ý nghĩa của cuộc sống. Khi đối mặt với khó khăn, hãy rút ra bài học cho riêng mình và tìm cách vượt qua nó.
Bạn hãy tin rằng sẽ luôn có một mục đích tốt đẹp nào đó đằng sau sự đau khổ mà bạn phải chịu đựng ở hiện tại. Hãy luôn lạc quan và kiên trì, vì không có thành công nào là dễ dàng cả. Để có được thành công càng lớn thì nỗi đau mà bạn phải trải qua càng lớn. Những điều tốt đẹp rồi sẽ ghé thăm, và bạn lại tìm được ý nghĩa của cuộc sống khi bạn vượt qua được những bộn bề này. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 9 năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình, từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho 30 tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.